Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người cầm kéo, giao hành hung một tài xế taxi. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3 tháng 11 tại khuôn viên Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin vụ việc. Đơn vị này đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc. Cụ thể, chiều cùng ngày, tài xế N nhận cuốc xe chở 4 vị khách có dấu hiệu say xỉn từ một điểm ở quận Bình Thạnh. Nhóm khách chọn dịch vụ 4 giờ với quãng đường là 50 km. Khi đến trước bệnh viện thành phố Thủ Đức, nhóm khách yêu cầu tài xế dừng xe, không đi thêm nữa. Anh N báo giá cuốc xe đoạn đường 10 km là 700.000 đồng. Nhóm khách không đồng ý nên xảy ra cự cãi. Thời điểm này, một người trong nhóm đi tới trước cửa ô tô, túm cổ áo tài xế taxi rồi đánh vào mặt. Tài xế vội phản ứng thì một người đàn ông trong nhóm dùng tay đấm vào đầu tài xế. Chưa dừng lại, một người trong nhóm cầm dao kéo tới nói chuyện với tài xế. Người dân cùng bảo vệ bệnh viện đến can ngăn, tài xế rời đi ngay sau đó. Được biết, sau đó tổng đài của hãng taxi báo lại giá cước cuốc xe và nhóm khách đã thanh toán 165.000 đồng rồi rời đi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, trước những bức xúc của dư luận về vấn đề vi phạm trật tự an toàn giao thông của các nhóm quái xế những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết các lực lượng của phòng đang triển khai nhiều giải pháp để chấn chỉnh lại tình trạng này. Điển hình, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã hóa trang nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, phòng ngừa nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông. Theo đó, tối qua mùng 8 tháng 11, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp quái xế nẹt bô, rú ga gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm thanh tra kiểm tra và xóa các tụ điểm thanh thiếu niên hay tụ tập để tránh nguy cơ cổ vũ đua xe trái phép. Chỉ sau ít phút tuần tra kiểm soát, trên các tuyến đường, tổ công tác đã phát hiện 20 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các lỗi, điều khiển xe lạng lách đánh võng. Phần lớn số thanh thiếu niên bị xử lý trong độ tuổi học sinh nhưng đã được cha mẹ giao xe mô tô cho điều khiển. Trước đó, nhiều đội cảnh sát giao thông khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đã triển khai phương án xử lý quái xế như sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra áp sát kịp thời, ngăn chặn các thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kết hợp với các tổ cảnh sát hóa trang và công khai để tuần tra trên các tuyến đường. Khi phát hiện các đối tượng thanh thiếu niên lạng lách đánh võng nẹt bô, chạy tốc độ cao, lập tức áp sát kiểm tra. Vụ việc nhóm quái xế đâm chết người mới xảy ra tại Hà Nội khiến nhiều người bức xúc. Để ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đua xe, một số các chuyên gia đề xuất áp dụng kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới với hình thức phạt cha mẹ đi học lại kỹ năng để nuôi dạy con. Theo đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ở giai đoạn vị thành niên, các bạn trẻ bắt đầu mở rộng mối quan hệ xã hội. Nếu cha mẹ không quan tâm định hướng, con cái dễ bị lôi kéo vào những nhóm bạn xấu, tiêm nhiễm hành vi lệch lạc. Nhiều bố mẹ bàn giao xe cho con dù chưa trang bị đủ cho con các kiến thức an toàn khi điều khiển phương tiện. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh việc giáo dục đại trà, nhà trường cần có những chương trình can thiệp chuyên biệt dành cho những học sinh có nguy cơ cao, dễ bị lôi kéo và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đề xuất hình thức phạt cha mẹ bằng cách đi học lại, áp dụng kinh nghiệm của một số các quốc gia trên thế giới. Theo đó, trong khi con trong độ tuổi đến trường vi phạm trật tự an toàn giao thông, cha mẹ sẽ buộc phải tham gia các khóa học kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng hướng dẫn con tham gia giao thông, thậm chí học lại luật giao thông để về dạy lại con. Hình phạt này không chỉ giúp cha mẹ nâng cao nhận thức, kỹ năng giáo dục con cái, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của họ trong việc quản lý, định hướng con em mình. Thưa quý vị, sự việc trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình dẫn đến tử vong vào ngày 29 tháng 5 năm 2024 đã làm bàng hoàng các bậc phụ huynh và dư luận trước sự tắc trách của người lớn. Điều đáng nói, đó không phải là trường hợp duy nhất học sinh bị bỏ quên trên xe, khi trước đó một số các trường hợp tương tự cũng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ những thực trạng như vậy, rõ ràng cần phải có những giải pháp toàn diện hơn nữa về quản lý nhà nước, của nhà trường, các thầy cô giáo và những người liên quan đối với trẻ em, tránh những hậu quả đáng tiếc tiếp tục xảy ra. Quận Hà Đông, Hà Nội, một trong những địa bàn có số lượng các trường học sử dụng dịch vụ xe đưa đón nhiều nhất của thủ đô. Ngay từ đầu năm học, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải quận đã phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai kiểm tra đồng bộ công tác bảo đảm an toàn về điều kiện kinh doanh vận tải lẫn việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Song vẫn còn một số lỗi các đơn vị và lái xe chưa chấp hành.
đa phần các cái đều là chấp hành. Thì một số những cái lái xe ta chưa chấp hành, ví dụ như là người ta cũng chưa hiểu hết được cái tác dụng của cái thẻ nhận dạng của lái xe. Đôi khi có một số những cái trường hợp là quên không quẹt trước khi vận hành. Cái này quy định của pháp luật là trước khi vận hành tham gia kinh doanh vận tải hành khách thì phải quẹt. Nó như một cái thiết bị chấm công để đảm bảo cái tính khách quan an toàn cho suốt quá trình vận hành. Một số các doanh nghiệp thì chúng tôi đã kiểm tra và đã xử lý rất cương quyết, tra được 24 trường hợp, chủ yếu là cái vướng về lỗi là thiếu bình cứu hỏa. Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lập biên bản và kiểm tra lại sau 10 ngày. Nếu vẫn chưa khắc phục, sẽ yêu cầu nhà trường phải chấm dứt hợp đồng. Thông qua là báo cáo lên sở báo cáo thành phố cũng như là báo cáo liên ngành, chúng tôi sẽ họp kinh nghiệm và qua đó là thông báo các cái lỗi vi phạm của các cái doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ các cái trong quá trình kiểm tra. Thì ngoài công tác kiểm tra xử lý ra, chúng tôi phải viết cả cái cam kết. Còn nếu như sau 10 ngày khi hậu kiểm, cơ quan chức năng chúng tôi kiểm tra hậu kiểm và vẫn còn cố tình vi phạm hoặc là chưa kịp bổ sung thì chúng tôi sẽ yêu cầu nhà trường là hủy hợp đồng. Đơn vị kinh doanh vận tải này hiện đang cung cấp 10 xe đưa đón học sinh cho một trường quốc tế trên địa bàn quận Hà Đông với 176 học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em, bản thân nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón cũng phải ký cam kết và phối hợp bảo đảm trách nhiệm mỗi bên không để quên học sinh trên xe. Số lượng là 10 xe, chúng tôi đang cung cấp vận chuyển cho 176 học sinh. Hiện tại bây giờ bên công ty chúng tôi có hàng tuần, hàng ngày, thậm chí hàng ngày trước khi mà vận chuyển khách, chúng tôi có kiểm tra hết toàn bộ về phương tiện. Sau khi trả học sinh xong, chúng tôi có bên trường cùng với đội ngũ của bên bảo vệ sẽ kiểm tra bao bên, đội ngũ lái xe, bảo vệ và bên quản lý bên trường sẽ kiểm tra toàn bộ từng xe một. Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, toàn thành phố hiện có 95 trường học ký hợp đồng với 295 đơn vị kinh doanh vận tải với tổng số hơn 1.500 phương tiện phục vụ đưa đón học sinh. Cơ bản, các lái xe và phương tiện đều đảm bảo điều kiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Tuy nhiên, còn 54 trường hợp bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 165 triệu đồng. Căn cứ theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được thông qua, ô tô chở trẻ mầm non học sinh sẽ phải có màu sơn riêng, gắn camera và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe. Chính vì điều này, hiện nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ xe đưa đón đã phải chạy đua lắp thiết bị và quy chuẩn trước khi có hiệu lực.